và thấy các bạn một chiếc xe hàng rong bán rất là nhiều đồ ăn, để mình lại đây mình coi nó bán gì. Bánh này bánh gì chị? Cho em cái này chị. Này tôm, này gì chị? Bánh tiêu á mà mình cắt như bằng tay á. Lạ vậy? Cho em cái này luôn. Đậu mẫu này mẫu nọ. Với cái này là cái gì chị? Cho em cái. Cái này gì chị? Cái này nhiêu cái? 300 gram là được mấy miếng? Lấy em 5 ngàn luôn. Cái này là bánh mì chay hả? Chay. Chay. Đây là một xe hàng công rất là dễ thương, vừa làm vừa bán. Với cho 2 miếng chuối nữa chị. Này luôn mà có 13 nha. Ở đây bán nhiều đồ lắm rồi. Còn có chuối chiên. Đây đây là miếng chuối chiên của mình nè các bạn. Ở đây là chỗ chợ xe đét các bạn. Cái xe này bán vui lắm nha, bán đủ đồ ăn nha. Đây là chị bán các bạn. Họ vừa chiên, họ vừa bán. Thử không? Ở Sài Gòn các bạn mà có thấy được mấy xe gì đâu, còn có mấy cái ở dưới mấy tỉnh thành phố đồ giờ mới còn được những chiếc xe như thế này các bạn. Họ vừa làm vừa đẩy đi bán vòng chợ rồi bán người quen thôi.